Seven bất ngờ quỳ gối nói một với mẹ Lee Jae giữa hôn lễ, khiến bà rơi nước mắt. Seven đã mang tới một điều bất ngờ ngay trong hôn lễ của anh và Lee Jae. Sáng ngày 31 tháng 5, tờ New một đưa tin trong tập mới nhất của chương trình Same Bed Different Dream 2, SBS. Vợ chồng Lee Jae, Seven đã chia sẻ những câu chuyện chưa từng được công bố liên quan tới đám cưới của họ. Đáng chú ý, nam ca sĩ sinh năm 1984 tiết lộ rằng anh đã có hành động đầy xúc động với mẹ Lee Jae ngay trong ngày trọng đại. Giữa khung cảnh lễ đường cổ tích, Seven dắt mẹ cô dâu lên sân khấu đám cưới. Trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, nam ngôi sao quỳ gối nói với mẹ vợ và khiến bà rơi rơi nước mắt. Mẹ vợ tôi chưa từng rời xa Jae trong gần 40 năm qua. Mẹ ơi, thay vì nghĩ rằng phải tiễn Jae về nhà chồng thì từ giờ phút này mẹ hãy cứ xem con là con trai của mẹ. Khung cảnh này của Seven cũng chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Trên các diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động. Tôi đã khóc khi xem tới đoạn nam ca sĩ nói với mẹ vợ, thật cảm động. Tôi đã xem phần đoạn đó rất nhiều lần mà không thấy chán. Seven đúng là một chàng trai vừa ngọt ngào vừa chu đáo. Hôn lễ của Lee Jae, Seven được tổ chức tại phòng cưới Dynasty Holler thuộc khách sạn Silla vào hôm mùng 6 tháng 5. Đám cưới đã quy tụ nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn như Kim Jae Chung, Lee Soo Hook, thành viên các nhóm nhạc đình đám thế hệ pop thứ hai gồm Big Bang, Super Junior, 2NE1. Nguồn: Opom Pop.